Ngọc Thơ thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Hội đồng Liên tôn Việt Nam đề nghị Mỹ áp dụng luật Magnitsky để bảo vệ tự do tôn giáo tại Việt Nam Hội đồng Liên tôn Việt Nam vừa đề nghị chính phủ Mỹ áp dụng luật Magnitsky để trừng phạt các quan chức Việt Nam xâm phạm quyền tự do tôn giáo đại diện cho các tôn giáo trong Hội đồng Liên tôn đã gặp gỡ phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCRIF ngày 18 tháng 5 tại Chùa Giác Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hình ảnh bài trên AFA. AFA Tiếng Việt ngày 19 tháng 5 cho biết tại buổi gặp này đại diện của các tôn giáo trong hội đồng khẳng định rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Phái đoàn Hoa Kỳ đến thăm các nhóm tôn giáo độc lập tại chùa Huế Nghiêm ở thành phố Thủ Đức để hiểu rõ hơn về hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cộng đồng tôn giáo tại việt nam hội đồng liên tôn việt nam bao gồm các đại diện từ công giáo cao đài phật giáo phật giáo hòa hảo và tin lành đã đề nghị cho chính phủ mỹ cần các biện pháp cứng rắn để trừng phạt các quan chức việt nam tham gia đàn áp tự do tôn giáo và đưa việt nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo Luật Magnitsky toàn cầu được ban hành năm 2016 cho phép chính phủ Hoa Kỳ xử phạt những người vi phạm nhân quyền, đóng băng tài sản và cấm các quan chức các nước chịu trách nhiệm về nhân quyền nhập cảnh Hoa Kỳ. Trong buổi gặp mặt và chia sẻ ý kiến với phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, các đại diện tôn giáo cũng bày tỏ sự bất bình với việc chính quyền Việt Nam áp đặt những hình thức đàn áp sách nhiễu phân biệt đối xử và tước quyền tự do tôn giáo của các tín đồ tôn giáo độc lập. Hình ảnh Hòa Thượng Thích Không Tánh và Chánh trị sự Hứa Phi tặng hoa cho ông Friedrich Davy, ủy viên của US Griff ngày 18 tháng 5. Ông Hứa Phi, Chánh trị sự Đạo Cao Đài, Chân Truyền và Tổng Thư Ký của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam đã chia sẻ về việc ông bị canh giữ và sách nhiễu trong việc di chuyển khi tham gia các cuộc gặp với các phái đoàn và đề nghị sự thông cảm cũng như hỗ trợ của phái đoàn và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ về tình hình này. Trước đó, vào ngày 24 tháng 4, lực lượng an ninh của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũng canh giữ tư gia của ông Hứa Phi với mục tiêu không cho ông đi tham dự cuộc gặp của Hội đồng Liên Tôn tại Việt Nam với phái đoàn của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh ở Chùa Giác Hoa trong cùng ngày. Ngoài lần bị canh giữ vào cuối tháng trước, ông Hứa Phi từng bị sách nhiễu nhiều lần. Ông đã bị trùm đầu, cắt râu, bị đánh với thương tích nghiêm trọng trên người vào năm 2018. Hoặc nhà ông bị đốt chỉ vì thực hành niềm tin tôn giáo của đạo cao đài chân truyền. Ông nói với phái đoàn trong cuộc gặp mặt. Bên cạnh đó, các đại diện tôn giáo cũng đưa ra những thông tin về các trường hợp bị bắt giữ, tấn công, đàn áp đối với các tín đồ tôn giáo độc lập tại Việt Nam, theo ông Nguyễn Văn Quảng, đại diện của đạo Cao Đài, các tín đồ tôn giáo độc lập thường bị những nhóm đối lập tới đánh đập, tấn công nhằm ép buộc họ phải bỏ tôn giáo hoặc chuyển đổi sang tôn giáo được chính quyền công nhận. Hình ảnh một số sự kiện về tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam năm 2022. Ông Quảng cũng đề nghị phái đoàn vào Ủy ban tự do tôn giáo Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm đến tình hình tự do tôn giáo tại việt nam và đưa ra những hành động cụ thể để hỗ trợ và bảo vệ các tín đồ tôn giáo độc lập phái đoàn của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ đã lắng nghe và ghi nhận các thông tin và đề nghị của hội đồng liên tôn việt nam và các tôn giáo độc lập họ cam kết tiếp tục theo dõi tình hình tự do tôn giáo tại việt nam và phấn đấu để bảo vệ quyền và lợi ích của các tín đồ tôn giáo độc lập trong báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2022, US Griff và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều xếp Việt Nam vào nhóm không có tự do tôn giáo. Bộ Ngoại giao Việt Nam trong ngày 18 tháng 5 phản hồi báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng nó thiếu khách quan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.đ với bản tin Hội đồng Liên tôn Việt Nam đề nghị Mỹ áp dụng luật Magnitsky để bảo vệ tự do tôn giáo tại Việt Nam bị quốc tế lên án, Đảng lại đổ lỗi cho thế lực thù địch chống phá. Ngày 18 tháng 5, AFA tiếng Việt có bài Việt Nam lại rêu rao bị thế lực thù địch chống phá. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Kỷ, Thiếu tướng phó chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ cho rằng hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Hình ảnh bài trên AFA. Ông Kỷ dẫn phản ứng của nhiều tổ chức quốc tế theo dõi các hoạt động tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận, xét xử các nhà báo bất đồng chính kiến tại Việt Nam trong thời gian qua và kết luận thế lực thù địch lợi dụng triệt để các sự kiện đối ngoại các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá việt nam trên lĩnh vực dân chủ nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam afa dẫn lời một luật sư giấu tên cho rằng nhận thức của chính quyền việt nam về nhân quyền chưa có chuyển biến gì theo chiều hướng tích cực thậm chí là ngược lại nhiều diễn biến xét xử bắt bớ đàn áp dân chủ trong nước kể cả giới luật sư lại có chiều hướng gia tăng hơn khiến bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân quyền tại Việt Nam ngày càng xấu xí, đáng phê phán hơn. Thời gian qua, chính quyền Việt Nam đã lạm dụng các điều luật hình sự 331 và 117, nên bị các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đánh giá. Hơn nữa, Ban chỉ đạo về nhân quyền chính phủ không có nỗ lực gì để cải thiện, bảo vệ thực thi nhân quyền như chức năng cũng như tên gọi của họ việc bác bỏ toàn bộ đánh giá và lưu ý của các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế và xem họ như là những thế lực thù địch là hết sức đáng trách khiến cho việt nam tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội cải thiện nhân quyền trong nước vị luật sư này nói rằng ông thật sự rất bi quan đối với việc thực thi nhân quyền tại việt nam trong tương lai gần hình ảnh vov chụp mũ afa voa là thù địch afa nhắc lại một bài viết trên báo điện tử đài tiếng nói việt nam vào tháng 4 năm 2022, quy kết các hãng truyền thông hải ngoại như AFA, AFI, VOA đã lợi dụng việc cơ quan điều tra khởi tố, điều tra các vụ án đã đăng tải nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc bản chất vụ việc, chống phá đảng, nhà nước và các thủ đoạn tinh vi. AFA dẫn lời nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn nêu quan điểm rằng, công dân trong nước có nhiều nguồn tin chính xác và khả tính bởi vì thông tin rò rỉ ra từ trong nội bộ của họ Sở dĩ họ rò rỉ là do nội bộ cũng có những người bất mãn, không bằng lòng với cách quản trị của Đảng và nhà nước nên họ cung cấp tin cho bên ngoài. Nhưng nếu đưa tin ra mà bất lợi cho Đảng thì họ bị chụp cho điều 117 hoặc điều 331. Hai điều luật này có thể chụp mũ và bắt bất cứ ai, hình sự hóa tất cả. Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói. Theo AFA, cả hai điều luật 117 và 331 đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế và các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc lên tiếng chỉ trích về sự mù mờ cần phải được loại bỏ khỏi bộ luật hình sự. Bình luận về thực tế nhân quyền ở Việt Nam, AFA dẫn lời nhà báo Võ Văn Tạo nhận định những người trong nước như chúng tôi thì thấy rõ ràng là họ, các tổ chức nhân quyền, nói quá đúng, thậm chí họ nói chưa đủ hết mức độ xâm phạm nhân quyền thô bạo ở Việt Nam chiếu theo điều 19 Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị thì thấy rằng không có quyền nào mà người dân Việt Nam được tôn trọng một cách đầy đủ. AFA cho biết Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị là một công ước quốc tế do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966, có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 1976. Việt Nam gia nhập công ước này vào ngày 24 tháng 9 năm 1982. Điều 19 công ước nêu rõ, mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp, mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin bị quốc tế lên án, đảng lại đổ lỗi cho thế lực thù địch chống phá. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đề.